Ông chủ, ông chủ. Anh lại, anh tới đây làm gì? Tôi có chuyện muốn nói với ông chủ. Dạ. Xin lỗi, tôi không biết anh lại. Muốn gì á, sáng mai anh hãy tới đây. Ông chủ, ông chủ, là tôi đây. Được nè. Anh được. Dạ. Là anh sao? Dạ. Sao anh lại ra nông nổi này? Chuyện dài lắm, nói ở đây không có tiện. Được rồi, đi theo tôi. Dạ. Người này mấy hôm nay định đập trước nhà mình đây mà. Có chuyện gì với ba mình vậy kìa? Nè, anh vô đi. Dạ. Chuyện quan trọng mà anh cần nói cho tôi biết là chuyện gì? Chuyện của tôi dài lắm. Dạ. Từ từ, tôi sẽ kể hết cho ông chủ nghe. Thì ra là ông được. Được, vậy anh nói cho tôi biết, anh cần nói chuyện gì mà phải lén lút như vậy? Dạ, tôi sẽ nói cho ông chủ biết một chuyện vô cùng hệ trọng. Chuyện này liên quan tới dòng họ nhà ông. Đổi lại, xin ông chủ giúp cho tôi một số tiền. Đốc tờ nói, nếu như tôi không có tiền chữa trị, tôi sẽ vĩnh viễn bị tàn phế. Ông chủ, ông chủ giúp tôi đi ông chủ. Hãy giúp tôi đi ông chủ. Ông giúp tôi nghe ông chủ. Số tiền mà ông cho tôi không đáng gì so với sự thật kinh khủng mà tôi sắp nói cho ông biết. Được, trước khi thỏa thuận, tôi cần biết một chút về điều anh sắp nói, xem coi có xứng đáng để tôi trao đổi hay không. Chắc chắn xứng đáng mà ông chủ. Bởi vì chuyện này liên quan tới thằng Đức Tiến, đứa con thừa tự của ông. Nhưng mà thật ra cậu ta không hề mang dòng máu của ông. Được, anh nói đi. Mười mấy năm trước, vào cái đêm cô Thảo chuyển dạ, cực chẳng đã, tôi phải tiếp tay cho người đàn bà độc ác đó. Bao năm qua tôi rất là ân hận. Nhiều lần tôi muốn nói ra sự thật, nhưng tôi không dám vì bà ta đe dọa tôi. Lần này tôi biết bà ta âm mưu hãm hại cậu Đức Tiến để đoạt gia tài của ông. Tôi quyết liệt ngăn cản, cho nên bà ta đã thuê giang hồ giết tôi. Cũng may là tôi còn giữ được tấm thân tàn này. Con gái tôi đâu? Đứa con mà các người đánh tráo, giờ nó đang ở đâu? Nói. Đợi khi nào ông chủ thực hiện giao kèo, lúc đó tôi sẽ cho ông biết manh mối. Được, vậy tạm thời anh ở đây. Dạ. Tôi lên nhà lấy tiền, rồi chuẩn bị phương tiện đưa anh rời khỏi làng này.
Dạ, cảm ơn ông chủ. Anh ở đây chờ tôi. Dạ. Con đàn bà khốn nạn, mày sắp chết tới nơi rồi. Tao mà có tiền điều trị, tao sẽ nhanh chóng hồi phục. Mày không hại được tao đâu, con đàn bà khốn nạn.